Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV. Buổi tối ngày hôm nay thì Sơn lại có mặt ở chợ đêm Nghĩa Đô. Mà một cái điều đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay sẽ có một chương trình lễ hội, một chương trình văn nghệ, văn hóa. Hôm nay Sơn thì Đây. Đây. Mọi người có nhận ra đâu ạ? Đây là mẹ của em Nghề. Hôm nay chắc là mẹ của Nghề mới đi tập văn nghệ về hay sao á? Chắc là vừa được đi làm văn nghệ, vừa được đi xem du lịch. Nhưng mà mẹ của em Nghề hôm nay kiểu như là chắc là mới đi uống rượu về nữa sao? Thấy có vẻ là được, rất là tiếp các thầy cô. Ôi thế thì tuyệt vời. Vinh dự quá, được gần 20 năm được gặp thầy giáo trung học. Thế thì tối nay mẹ có biểu diễn chương trình văn nghệ ở đây không? Tối chắc nay có. Nhá, khoảng 20 giờ. Khoảng 20 giờ tối nay. Vâng. Có nghĩa là 8 giờ buổi tối ngày hôm nay thì sẽ ghi hình tất cả mọi người biểu diễn những tiết mục văn nghệ của Nghĩa Đô mình. Chỉ trang điểm thôi, chắc có khi khoảng 21 giờ mới được vị trí. Ok, nhất trí luôn. Trở lại quán quen một chút các bạn ạ. Bác của Nghề này. Còn đây nữa. Em thành bà trẻ của Nghề rồi. Bà trẻ á? Bà trẻ đúng ạ. Bà trẻ ra nhau. Trẻ. Ừ, bà nhưng mà vẫn trẻ. Đúng rồi. Thì cứ gọi là bà trẻ đúng không? Đấy, bà trẻ của Nghề. Hôm nay bác của Nghề cũng chuẩn bị rất là nhiều những món ăn này. Đó là món này là con gì không? Đây là món chạch làn. Chạch làn đúng không? Cá suối, chuẩn cá suối luôn. Cái này là câu được á? Câu được đấy. Cái này phải câu qua đêm mới được ạ. Cái này mà anh Sơn ăn một con là uống hết 5 chén rượu và 2, 4, 6, 8. Chỗ này phải uống hết 1 lít. Bốn con này anh sẽ uống hết lít rưỡi. Là anh Sơn sẽ bị say và anh không quay được nữa. Hay quá. Em gọi em khàn, em không nói nữa. Đó, chạch làn, chạch suối đây các bạn nhá. Cái này đi câu ở suối đấy, phải câu đêm ấy. Câu đêm mới được cái này. Rất là ngon, nướng than này. Còn đây là tất nhiên là lợn đen nướng rồi. Ôi, hôm nay bác có thêm cái món gì này? Nem. Món nem, nem làm kiểu gì mà trông có vẻ hấp dẫn, ngon thế bác? Xong là nhân tôm ạ? Tôm, thịt. Rồi, lát nữa cháu sẽ mua cho bác nhá, để ăn thử. Bác ơi, bác mở cái hộp này ra cho cháu xem là trong này là món gì nào. Ôi, một món rất là ngon, một món rất là tuyệt vời các bạn này. Đây là món rau dớn nộm nhá. Món này là rất là truyền thống luôn, mà ăn cực kỳ là ngon luôn. Và hôm nay bác có thêm một chõ xôi rất là to này. Đã bán được nhiều chưa bác? Ôi, vẫn còn rất là nhiều. Chắc là mới dọn ra đúng không bác? Mới ra. Hôm nay bác thổi bao nhiêu cân gạo? 7 cân. 7 cân gạo. Nhưng mà xôi này có 2 màu thôi à? 2 màu, nhưng mà thơm quá nhỉ. Rồi lát nữa sẽ ăn một tí các bạn ạ. Di chuyển sang bên vẫn là gia đình nhà Nghề. Đây. Bên này này vẫn là những món. Đây là trà sữa này. Còn đây là xôi cá đây là chúng. Xôi cá và đây là xôi màu bình thường. Ôi, còn đây thêm mấy cái đồ của trẻ em nữa sao này. Mấy đồ cho trẻ em. Và vịt lam này. Vịt đặc biệt rồi, đây là bên này là đặc biệt, đó là bà ngoại của Nghề đây rồi các bạn này. Vịt lam đã hết. Xong bà có xương vịt băm nướng với hoa chuối thôi. Đây là xương vịt băm nướng với hoa chuối mà những cái món ăn mà thường khi ở trong nhà mình vẫn hay làm đây đúng không bà? Và cơm nam. Na còn sẽ ăn một tí cơm nam nữa. Ở đây có mấy chai gì đây bà? Cái này là mật ong ớt. Cái này là không, cái chai này này, đây con cái chai này. Kiểu như tương ớt đấy á bà. Nhưng cái này là mình tự làm à bà? Không, cái này của huyện. Sản phẩm của. Nó là sản phẩm của huyện. Vâng. Hôm nay lấy đi được hai món rồi hôm nay. Vâng. Thế còn đây hộp này là hộp gì bà? Cái này cứ đặt bán. Hạt dổi á? Nhìn cái này thuốc đấy. Thuốc á? Thuốc nhưng mà nó điều trị về cái gì? Khớp, xương khớp, xương khớp, dạ dày. Cái này nó có cả kiểu như là mật ong, tía tô này, viên hoàn, tía tô, mật ong các thứ trong này. Cái này nó điều trị các chứng về đại tràng, dạ dày đấy ạ. Cũng khá hay, sản phẩm của Nghĩa Đô mình luôn đúng không bà? Đấy, còn bên này nữa là kiểu nghệ mật ong à? Cái này của mật ong Thanh Sơn. Cái này cũng của Bảo Yên mình luôn. Của Bảo Yên. Vâng. Hàng này của Bảo Yên. Đó, đây là một số trong những cái sản phẩm của Bảo Yên mình thôi các bạn ạ.
điều trị về các bệnh đơn giản như là đại tràng, dạ dày các thứ, xương khớp. Ồ, hôm nay bà đã chuẩn bị được một túi khăn thêu này, khăn thêu bằng tơ tằm. Rồi, à cái này cả túi nữa đúng không bà? Vâng, hôm nay gần như là sẽ đủ các đồ luôn này các bà. Gian này là phải treo các đồ sản phẩm của hợp tác xã. À mình treo đầy đủ các sản phẩm để trưng bày quảng bá về những cái sản phẩm nét văn hóa của người Tày Nghĩa Đô mình. Đúng không bà? Vâng, buổi tối nay sẽ quay đầy đủ luôn. Họ thích chụp ảnh cứ vào gian này chụp thôi. À, treo để cho mọi người chụp ảnh nữa. Vâng. Treo thổ cẩm dân tộc đúng không? Vâng. Bây giờ mới vào bắt đầu buổi chập tối cho nên là mọi người cũng đang chuẩn bị đồ hàng. Trong đó thì Sơn thấy bác nhà nghề đang chở một xe hàng rất là nhiều. Rất là nhiều những món đồ ăn các thứ để phục vụ bán hàng cho buổi tối nay. Ôi sao nhiều bỏng ngô đấy bác. Đấy, toàn bỏng ngô nhiều đây à, kiểu bắp rang bơ đúng không bác? Đấy, bán cho các cháu nhỏ tối nay. Các gian hàng phía bên này thì cũng đã có một số những du khách đang ngồi ăn chè, uống nước mía. Và bên đây thì... dạ, vâng. Bên đây thì có một cô gái người Tày đang mặc một bộ trang phục người Tày và bán nước mía. Cô gái rất xinh. Nước mía ngọt lắm. Đấy. À, mẹ nghề đang uống nước mía này. Hôm nay mẹ nghề mới dối thời gian để đi thưởng thức một cốc nước mía này. Hôm nay mới có thời gian để đi thưởng thức cốc nước mía. Được đi. Cuối mùa rồi mới có thời gian đi thưởng thức đúng không? Cuối mùa rồi mới có thời gian đi để uống thưởng thức cốc nước mía. Đấy. Chợ đêm. Mọi người thấy không? Bao nhiêu video rồi nhưng mà hôm nay thì Sơn mới thấy là mẹ quả nghề là rất là vui mà không biết là đấy, không biết là buổi tối ngày hôm nay thì mọi người sẽ diễn những tiết mục văn nghệ như thế nào đây. Hy vọng là sẽ rất là vui nhộn và hay. Các bạn ơi, bây giờ thì đã là buổi tối và hiện tại lúc này thì khá là đông du khách. Các thanh niên nam nữ đã tập trung ở khu chợ đêm Nghĩa Đô rất là nhiều rồi. Và các tiết mục văn nghệ thì cũng đang chuẩn bị rồi. Mọi người đang chuẩn bị trên khu vực sân khấu. Và quanh đây thì khán giả đã tập trung ở đây rất là đông. Bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển một số các góc đẹp và ghi lại những cái hình ảnh ở đây để truyền tải cho mọi người xem nhá. Cận cảnh mấy bạn gái đang chuẩn bị trang phục cho buổi tối ngày hôm nay biểu diễn này. Đây. Đây rồi, mấy bạn này, bạn nào cũng xinh nhở. Đấy. Tối nay các em biểu diễn tiết mục gì? Hát then à? Ok, lát nữa sẽ ghi hình các em. Đây rồi, lướt qua cho mọi người xem này. Các khán giả xem có ai nhận được ra người nhà mình không nhá. Xin chào tất cả bà con nhá. Đây, rất là đông mọi người đang tập trung ở đây và đang chờ đợi những màn biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn các tiết mục văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Thì bà con đã tập trung ở đây rất là đông rồi. Chúng ta sẽ ekip chương trình đây rồi các bạn ơi. Đấy. Tại Nghĩa Đô đẹp không? Ôi, quá tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời luôn không ạ? Quay phim phải lên cho chuẩn đấy nhá. Dạ vâng. Để cho Nghĩa Đô phát triển. Ông cứ yên tâm là hình ảnh của Nghĩa Đô chúng ta luôn là Nghĩa Đô xanh đẹp luôn. Đẹp không? Dạ vâng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây rồi các bạn này. Các bạn có nhận diện ra nhân vật chính của chúng ta không? Đó là nghề cô lương. Nghề gì nhỏ? Đấy, bà đang chỉnh chót trang phục cho nghề buổi tối hôm nay sẽ biểu diễn một số những tiết mục gì đó. Mới biết làm, không có chồng không biết làm như thế. Sắp lấy chồng rồi bà, nghề sắp lấy chồng rồi. Rồi, đẹp, đẹp rồi, rất là đẹp luôn. Giờ thì đến lượt mẹ của nghề. Đấy, đang đội những chiếc khăn để chuẩn bị vào các tiết mục biểu diễn.
chào cô gái Tày. Cô gái Tày cho anh hỏi em tên là gì? Em tên là Nông Thị Dân ạ. À, Nông Dân. Em là người con gái Nông Dân. Nông Dân năm nay bao tuổi rồi em? Em năm nay được 17 tuổi rồi ạ. Em 17 tuổi à? Em ở bản nào? Bản Bắc Bó ạ. À, bản Bắc Bó. Cuối tối ngày hôm nay thì mọi người sẽ biểu diễn tiết mục gì? Tiết mục hát then ạ. Hát then đúng không? À, tiết mục sẽ kéo dài khoảng chừng bao nhiêu phút em? Em cũng không nhớ. Không nhớ? Sẽ có bao nhiêu người biểu diễn trong một cái tiết mục của mình? Khoảng mười mấy người ạ. Khoảng mười mấy người. Anh hy vọng là sẽ có những cái điệu hát hay này. Và có múa không? Có ạ. Có múa luôn. Vâng. Chắc chắn là một người như em chắc chắn sẽ là múa rất là dẻo và đẹp đúng không? Vâng ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Thank you.
Chắn chắn ấm làm dịu em gửi gấm.